Rồi, ok. Vào sáng chủ nhật ngày 9/7. Bây giờ hiện tại và ngay lúc này, Nguyễn Thao, một xích thủ trong câu lạc bộ Xích Thủ Vòng, bắt đầu lên thực hiện bài thi lần 1. Vâng, mọi người đang chứng kiến này. Cho anh Nguyễn Cao một tràng pháo tay để cổ vũ. Anh bay người ra và anh bay về, anh cao tay, giật cao tay hết cỡ lên, hết cỡ lên, anh cố gắng lên. 15 giây, 16 giây, quá tuyệt vời. Anh quay về đây chắc chắn chỉ trong vòng 30 giây, quá tuyệt vời. Anh Thảo là một trong những xích thủ chăm chỉ nhất trong câu lạc bộ Xích Thủ Vòng đấy. Anh vào đây anh hoàn thiện bài thi chưa đến 30 giây, quá tuyệt vời, quá đẹp. Bình tĩnh, anh kéo cao tay lên, cao tay lên, cho người bay ra. Cống hiến thật đẹp mắt, quá được, quá tuyệt vời, quá chuẩn, tuyệt vời quá. Đấy. Chỉ có những xích thủ chuyên nghiệp của câu lạc bộ Xích Thủ Vòng mới có những bước đi thật huyền chuyển và đẹp mắt như này. Rất cống hiến, quá tuyệt vời. Rồi, có khi lại còn vượt ngưỡng anh Oanh nhỉ, anh Oanh nhỉ đấy này. Trong vòng chỉ chưa đến. Đù ở đâu mà đấy đù như... nhanh lên, đẩy nhanh lên. Vòng hai tức là 4 lượt. Trời ơi, như thế này, theo tôi tính thì 6 lượt, anh Thao sẽ vượt ngấp là 3 vòng cho 5 xích, quá tuyệt vời, quá chuẩn.